Chạy bữa nay là chạy đi bác sĩ nè cô chú ơi. Đừng có đứng lên nha, đứng lên té đó. Đưa đây, ngồi xuống. Này đưa bác sĩ nha, bác sĩ đừng khóc nha. Nha, chút nữa gặp bác sĩ đừng khóc nha. Chết cha biết rồi, nó nghe rồi. Này con, đó. Ok, let's go. Chị đi. Chưa mà, chưa làm gì mà, nó tiên dịch. Sao? Sao khóc hoài vậy? Hả? Cô chú này, cô chú con chạy nè. Hay Liêu Liêu con nhỏ mắc cỡ khóc hoài. Ôi trời, xạo quá đi thôi á. Nó thấy chưa? Đi rồi, cô nó đi rồi. Sao con khóc? Sao khóc? Thôi đi. Oh yeah, now you're high. Trời. Nấn. Stop. Ủa cái gì vậy? Người ta đi ra rồi còn khóc. Mẹ thương. Đến đây. Nè, nhìn cái kìa. Wow, animal zoo. Ooh. Look at the animal zoo. Con muốn lên đây chơi không? Lên đây ngồi không? Lên đây ngồi không à? Trời. Ức hiếp quá mà. Nhìn đây nè, nhìn qua cô chú nè. Mét cô chú đi, nói cô chú bữa nay con đi đâu. Nói cô chú bữa nay con đi đâu. Nay chơi đi đâu. Nay chơi đi đâu. Trời mẹ trời. Đây nè, look at the animal zoo. See. Yeah. Con gì ta? Con baby shark đu 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 đâu. Nè baby shark đu 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 nè. Đó, baby shark đu 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 đó. Wow. Baby shark đu 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 đu. This is South America. À, cô chú ơi, hôm nay trời đẹp là em chay đi ra ngoài chơi nè. Cô chú thấy bụt. Ê tít tít. Cô chú thấy bộ cánh của em hôm nay như thế nào? Đó, em mọc vườn hoa luôn ha. Đi đâu à? Con dí theo lá kỳ hay đâu à? Đó, như là ban đầu cô chú đã thấy là em chay hồi sáng này đi bác sĩ để chích ngừa. Chích ngừa mũi 18 tháng. Sáng nay chích ngừa thì không có khóc, mà gặp bác sĩ thì khóc. Nói chung á là khóc, nhưng mà người đó người ta đâm cái kim vô cái là khóc, cái kim lấy ra là nín, mà sợ y tá nhiều hơn. Cái gì con? Ai nói mẹ nghe coi, ai kỳ đâu, kìa. Từ từ nha. Trời ơi, thương không? Trời ơi, nó mặc cái đầm, nó trắng mà cái nào cái đầm đen luôn, nhìn thấy thương như sao không? Nay mình mới được cắt cỏ nên cỏ sạch nè chay nè. Thôi chay, con đi đâu rồi chay? Đi đâu hả? Quay lại. Chay. Come back. Đi, kỳ đâu kỳ? Đó, kêu kỳ đó. Kêu bệnh miệng. Nghe con chó sủa bệnh miệng. Ơi, cái đó là cái thung lũng nha. Tại sao cái... Ê, té à. Đi từ từ. Ồ, wow.
Dạ, yeah, giữ thăng bằng, giữ văn à. Trời ơi, cái kỳ kìa. Con chó trên lầu á con. Con chó trên lầu á con. Nó nghe chó sủa, nó kiếm con chó đâu á. Con nói đi, chó. Coi chừng rắn nha. Trời ơi, trời ơi, mùa hè cô chú thấy khỏe ghê cô chú. Đã đời. Cái đầm này mẹ mua hả? Quá đẹp luôn hả chay hả? Bồng đầm đúng là đầm trong mùa hè luôn á. Đi từ từ thôi, đừng có chạy. Ừ, kỳ đó. Ừ, đúng rồi, kỳ đó con. Kỳ hay qua nhà bà Su chơi đó. Này này, đi chân chẳng hãng. Đi chân chẳng hãng chê vậy. Ui cha ơi. Có bà Su nhà không? Giỏi quá, ừ giỏi á, con giỏi á. Có bà Su nhà không? Ừ. Đừng có phá đồ của bà Su nha. Trời ơi coi nè. Cô chú coi nè. Vỗ tay nó lên được là đứng ở vỗ tay à. Giỏi quá. Ôi trời 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 trời. Bước xuống phải cẩn thận chứ. Cái đó là cái lò nướng của bà Su đó con. Đi đâu à? Vậy kiếm em mết hơn. Kiếm em mết đi đường nào. Ồ, cái cây này bây giờ nở hoa đẹp này chay nè. Này coi nó đi đâu nè. Này này là đi nè, đi hướng khác rồi nè. Wow, cái cây này bông đẹp quá. Chó đứng lên nhìn á, nhìn á. Trời ơi, bông đẹp quá nè cô chú ơi. Làm sao để chụp cho chay tấm hình với cây này ta? Cây này khó chụp hình đó chay ơi. Giờ chụp cái thân cây thì được. Coi chừng nha, coi chừng có rắn nha. Đó. Ếch cầm cái đàn hát kìa chay. Ếch cầm cái đàn hát. Ồ. Ồ. Wow. Trời ếch biết lắc đầu luôn kìa. Nhẹ nhẹ thôi nha, để đứt tay á. Có dây đàn cái đứt tay á. Này đúng trời đẹp luôn chay hả? Ừ đó, nó biết con ếch nó lấy được không vậy? Nữa mấy cái con chó này sủa hoài luôn á chay ha. Hái lợ kì. Hái kì kìa chay. Kì con, hái kì kìa. Kì. Con nói đi, kì. Lâu lắm rồi mới quay lại video clip ngoài trời cho cô chú xem. Ồ oh, wow. Mấy cây này nó mọc lên mấy lá này đẹp vậy. Làm sao đem về luôn hả? Thôi đem lại chỗ trả cho người ta đi con, lại bỏ lại chỗ cũ đi, bỏ lại chỗ cũ đi con, cái này đâu phải của mình đâu, mai mốt mày mua cho con nha. Giỏi trời, thấy chưa cô chú, thấy em giỏi chưa, dựng lại chỗ đó đó hả? Không, vô chỗ này nè, chỗ này nè, chỗ này nè con. Ờ con bỏ vô chỗ này nè đó, hai chỗ này nè, bỏ xuống. Ủa, bỏ xuống đàng hoàng, bỏ xuống đàng hoàng, dựng em lên đàng hoàng. Dựng, trời ơi, dựng lên đàng hoàng, không biết đường dựng gì ha. Nó mua mốt mày mua cho con nha, cái ạ à liền. Nó mê con lắc kỳ lắm cô chú ơi, mà lắc kỳ thì ông đó không phải là một mèo. Ê, trời, 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 trời. Lắc kỳ thì không phải là cái loại mèo mà để cho ôm ấp âu yếm, lắc kỳ không có thích dậy. Nhưng mà lắc kỳ cũng rất là tình cảm. Ồ oh, wow, cái gì ta? Ồ, oh, đây là vườn fairy tale.
Đó. Con gì? Oh wow. Vườn này là vườn fairy tale đấy chị. Thôi bỏ xuống, bỏ xuống, bỏ xuống, bỏ xuống. Ừ, không này không phải xe, này không phải xe, này không phải xe con. Bỏ xuống. Trời ơi nó bố nó dựng cái đó xuống cái làm vù 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 đó ba nó chỉ nó đó. Cho coi cho mong mốt là ba mua cho chiếc xe che xe tốc độ lái xe tốc độ nha. Trời ơi nó cầm lên nó tưởng chiếc xe hơi cái nó làm vù vù. Hồi bữa hả ba nó chở nó đi hồi bữa ba nó chở nó đi cái hội xe. Trời ơi nó vù 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 kìa. Bữa ba chở đi hội xe tốc độ á nó vô nó thấy mấy cái chiếc xe tốc độ á nó đứng làm vù 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 nó làm vậy đó. Cái đó đâu phải xe đâu. Xe này nè, cái này là xe nè, cái này là xe ngựa nè. Thôi mà đừng có phá cái này của người ta. Đi, đi, đi chỗ khác chơi đi. Đừng phá này, mấy cái này đừng có nên phá. Bỏ vô lại chỗ cũ nha chưa. Giỏi quá, con thấy mẹ giỏi không? Rồi, đi, đi, mẹ con mình đi đi. Mẹ con mình đi chỗ khác đi con, đi chỗ khác đi con. Mẹ biết nhà này đẹp rồi, nhà này quá trời đẹp luôn. Nhà này toàn hoa với cảnh đâu không hả? Đi, đi. Xe đạp, xe đạp. Cái đó là xe đạp á. Bicycle. Nghe con. Đi đường này, đường này, đường này đi về nè. Đường này, đi, đi, tiếp tục, tiếp tục. Đừng có chạy. Don't run. Thì sao? Ừ, đi đường này nè. Đường này là đi về nè. Chơi, 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 chơi. Vô nhà người ta làm chi. Đi kiểu ơi ghét không? Thôi đi kiểu rồi. Làm sao? Cái bịch đó là để biết gì không? Ừ đọc đó đọc chữ đó ừ sao chữ gì đó chó đúng rồi ăn chó đó đúng rồi ăn chó đâu đúng rồi đó chó đó giỏi quá xì xì nói chứ nó chạy còn nhanh hơn tôi đi nữa trời. Sao? Sao? Đừng có chạy con. Mình đi dạo bộ mà sao chạy dữ vậy? Nói giờ ra tới nhà mình rồi nè. Ôm đi, ôm cột đi, ôm cột điện đi. Ôm cột chụp hình, ôm đi con, ôm đi. Ôm đi mày chụp hình. Ôm mở quay mặt bên kia uổng ghê không? Cái gì á? Lụm cây hả? Thôi thôi, lụm cây này ghê quá trời ơi, cái cây này là cái. Thôi. Đây đưa mẹ. Đưa mẹ. Rồi đây đi đường này, đường này. Kì kìa. Kì ơi. Kìa bà Su kìa, bà Su mới bà Su mới đi làm gì chưa kìa. Bà Su dành chứ lộn ăn cứ kêu bà Su mới. Wow. Con gì đó, con đó con sư tử. Con đó là con sư tử lion. Thôi đừng có lên đăng chi nha, đừng lên đăng chi nha. Đi, đi, đi. Đi chơi. Con muốn ôm không? Con muốn ôm lion không? Ôm lion đi. Ôm lion đi, đúng rồi.
Trời ơi, hung miếng nữa chứ trời ơi, có thương không? Có thương dễ sợ không? Ừ, ôm con đó nữa hả? Thiếu. Ừ, ôm con đó đi, ôm con này nữa, ôm mạng này nữa. Ôm con này nữa. Thank you. Say, Jay, Jay đi, can you say hi? Look up. Look up. Jay đi, look up. Look up. Say hi. So pretty, gorgeous. Say thank you. Gorgeous princess. Đó, bà đã bắt khen con đẹp quá kìa. Bà đã bắt khen con đẹp dễ thương kìa. Đi con, đi. Nó mới dừng lại nhà ông hàng xóm đó cô chú. Rồi giờ dừng lại nữa, dừng vậy nha. Ồ, cái bông đẹp dữ ta. Wow, JD, look at the flower. Nhìn cái bông kìa. Wow. Beautiful. Cả cô hửi bông coi. Cô hửi bông đi, hửi đi. Trời ơi, biết đưa mũi rồi. Hửi đi, hửi đi. Ui, cha ơi, thơm quá. Cô hửi bông này coi, hửi bông này mày coi coi. Ôi cha ơi trời má. Thôi hửi bông mẹ coi cái đường mũi hửi bông. Là như thiệt. Con đứng xuống đây thì mẹ chụp tấm hình nha. Chụp tấm hình với lại bó vàng bông nè. Rồi. Đây nè nhìn mẹ nha. Nhìn mẹ, nhìn mẹ. Chay đi. Chay đi, come here. Chay đi. Ừ. Ôi trời. Ồ. Ừ. Sao? Rồi con nói kìa. Dĩ vô mà dĩ mà chạy cha. Cái đó là phải chơi banh đâu mà thả kiểu đó vậy. Con muốn chơi chơi banh không mà kêu ba lấy chơi banh ra chơi nha. Đứng đó đi, đứng đó đi, mày thổi bong bóng chạy lại nha. Trời ơi, ra ngoài đây thổi bong bóng bay tới đó luôn á trời. Wow. JD. JD, where you going? Where you going, baby? There you are. Look at the bubble. Con đi đâu trời? Con đi xuống nước hả? Nhớ nghe, nhớ bữa đây có con rắn nghe, coi chừng nghe. Đi đâu á? Làm gì á? Trời đất ơi, coi được đời không? Coi được đời không? Oh my goodness. Coi nè. Nhìn mẹ cái coi. Chay, nhìn mẹ này chay. Chay, nhìn mẹ này coi. Trời ơi, cái nước lạnh như nước đá. Ông ơi, cái nước lạnh như nước đá. No. Đi vô. Đây, mày bây giờ muốn không? Mày lại mày chỉ này nè, đây đây, đây đây. Trời ơi á. Ấn nó chờ nó tính sập cái tay nó xuống đó. Thì muốn không? Đây mày lại cho thử nè. Đây đây, chừng nào có mẹ mới được làm nghe chưa? Không có mẹ là không được chạy ra đây nghe chưa? Cô chú nãy giờ cũng thoát tim với con chay đó. Rồi, ngồi xuống rồi. Bỏ chân xuống đây, bỏ chân xuống đây. Đó. Bỏ chân xuống đi. Nữa không? Đó. Đó, ngâm chân xuống đi. Đó, cô bé ngâm chân đó, nước lạnh ngắt đó. Nước lạnh ngắt cho cục đá vậy đó, ngâm đi. Xuống dưới đứng luôn không? Xuống dưới đứng luôn đi. Đứng xuống. Đó. Đó, lạnh ngắt như cục nước đá nè. Người ta nói tuột xuống thấy bà nữa. Ôi thôi. Đứng lên. Rồi thôi đứng lên đi. Đi đứng lên. Rồi đi. Rồi xong bước lên. Không được bao giờ tới đây nữa nghe. Đúng một lần là không bao giờ được tới đây nữa nghe chưa. Chừng nào mày cho phép mới xuống nghe chưa. Nghe không? Đây đây nè, chơi nè, chơi đâu, chơi banh không? Chơi, chơi không? À,
Is it a friendly dog? Say hi. No, Dakota. Be good. Oh, wow. That's a big dog. Hi. Hi. See, JD, can you say hi? Say hi, doggy. Yeah. Okay. Let him go for a walk. Come on. Say bye-bye. He's not been around little children. Okay. Say bye-bye, JD. Say bye-bye. Cười. Cười. Cười nè, cười đi rồi cô chú la mẹ nè. Cười đi. Dữ người ta. Bỏ bỏ nè, bây giờ bỏ chân xuống không? Bỏ chân xuống. Đó. Bỏ chân xuống đi. Dọc nước đi, dọc nước đi. Đó. Dữ chưa? Nước lạnh như nước đá phải không? Nước lạnh y như nước đá phải không? Chừng nào mà tới mà một ngày ba ngày liên tục mà 25 độ á thì nó mới ấm lên con. Chứ bây giờ nó lạnh y như nước đá vậy đó. Thôi thôi đứng lên đi. Đi, đúng rồi, đi. Đi đứng lên. Đi lên tàu mình chơi. Lên tàu mình chơi nha. Ok. Rồi, em chay đã ra tới thuyền rồi cô chú ơi. Em chay chay cô mẹ em ơi. Lâu quá không có hát bài đó hả? Bài nào cũng có một thời vậy đó. Hát xong thời cái tự nhiên thế đó. Hết thời, bài đó hết thời. Bây giờ là em siêu ham ăn của mẹ em ơi. Siêu ham ăn của mẹ em ơi. Dữ dàng. Wow. We should go on a boat ride, JD. We should. Should we? Baby! We should go on a boat ride. Đi boat ride không? Thời tiết đẹp quá nè. Đi nè. Kêu ba chạy, kêu ba ra đi, đi, đi. Ở đó, đó, đó. Chết cha hồn. Are you okay? You okay, sweetheart? Kêu ba đi con, kêu ba đi. Rồi, coi, coi, coi. Không nghe, không có chờm nghe. Gió quá. Baby shark, do 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 do, mommy shark, do 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 do, daddy shark, do 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 do, daddy shark. Con nói đi, ao. Con nói đi, con nói đi cứu mèo, cứu mèo. Thì đâu đâu phải kỳ, đâu kỳ. Ai cũng kêu kỳ hết. Dừng đi, đừng cứu mèo lên cho mấy con chim nó đừng có ỉa anh Thiền, phải không? Không có chậm nghe chưa? Coi chứ mà đứng chứ coi được ở dưới có gì đâu đứng chậm. Sao? Gì? Con ơi, mi gió cô chú đi. Ủa, qua cô chú đi. Đúng rồi. Giỏi quá. Trời ơi, chào ai vậy? Chào ai vậy? Dạ. Chào ai vậy? Dạ, dạ. Ừ. Con chào ai vậy? Trời ơi, cái đầm mẹ mua đẹp quá trời ơi. Cái đầm đâu có mắc tiền đâu mà đẹp quá luôn á. Cái đầm này là mẹ mua nhiêu ta? Ở Old Navy á. Mà bữa nào nó sale Old Navy có mấy đồng ta? 4 đồng 99 cái đầm này à, là tới 100.000 cái đầm này à cô chú ơi. Cô mặc vô nó như mặc vô cái cưng vậy sao? Biết vậy bữa mày quất trần mới. Đâu có nghĩ tới, phải không?
Wow. Captain JD Sky Hoisi. Yeah. Rồi coi cái bằng này, coi cái bắp tay nó kìa, coi kìa. Thương ghê cô chú, coi coi đó. Cắn trời ơi mẹ dành nè. Nghe đèn là mày cắn miết cái bắp tay đó đó cô chú ơi. Cô chú nhớ sáng nay em đi bác sĩ không? Đó. Sinh nay chích con mũi à. Rồi tới 6 tháng sau mới đi nữa, tới 2 tuổi mới đi chích thêm mũi cái gì đó. Viêm gan A gì đó. Viêm gan B chích rồi, tới 2 tuổi chích viêm gan A gì á. Hepatitis A gì đó, bà nói sáng. Vô mình nói bác sĩ ơi sao mà con tôi nó ăn quá trời ăn. nó ăn từ sáng cho tới chiều, nó ăn cái miệng nó không ngớt luôn mà sao nó không lên ký. Bà nói hả, nó có năng động không? Nói là năng động của nó là thừa. Quá dư thừa. Bà nói đúng rồi. Nó ăn là nó phải bên chứ, nó phải tiêu hao năng lượng chứ, để cho nó ăn đi. Nó vậy là nó ăn về bình thường á bác sĩ nói bình thường. Tại vì nó ăn quá. Thấy nó ăn quá luôn. Không nghe, không có chậm nghe. Nè con mi gió cô chú đi. Ù qua. Thôi video clip kết thúc tại đây được chưa? Video clip kết thúc tại đây nha. Để ba ra đi tàu nha. Chào tạm biệt cô chú nha. Cô chú nhớ like cho cái video clip này nha. Video clip ngoài trời rất là hay luôn cô chú ha. Hẹn gặp lại cô chú vào ngày mai. Bye bye. Rồi kết thúc bằng một màn quay đầu đó dữ chưa?